Hôm nay là tụi mình dẫn tụi nhỏ đi ra công viên, cái này là Oka, thì để đi bộ với lại thay đổi không khí đó các bạn. Và ở đây ngày mùa đông thì họ các trò chơi mùa đông, họ các trò chơi mùa đông giống là đi trượt tuyết, đi patin trên tuyết, rồi đi bộ trên tuyết, thì đủ thứ trò chơi hết. Thì tụi mình chắc tụi mình không có chơi nhiều, nhưng mà chắc sẽ đi bộ vòng vòng coi người ta chơi. Rồi hiện giờ đang trong mùa dịch cho nên các bạn cần phải đặt vé trên mạng trước khi đến công viên nha, và các dịch vụ cho thuê các dụng cụ thể thao cũng vậy luôn. Thì ở đây có cho thuê các dụng cụ để trượt tuyết và xe đạp để chạy ở trên tuyết. Chào mommy. Hả? Mẹ đeo mặt nạ cho nó đỡ lạnh. Đây có người chơi kìa nè. Mà bây giờ nó đóng băng rồi. Tụi mình đang đi trên mặt hồ nè các bạn. Vì hồ đã đóng băng rồi thì mình có thể đi bộ ra đây. Mọi người có thể đi rất là xa luôn. Cái sled màu xanh này mình mua ở Walmart nha, thì dùng để trượt tuyết đó, nhưng mà mình dùng để kéo mấy đứa nhỏ ra đây, tại vì trên tuyết nè kéo rất là dễ và nhẹ luôn. Đụng nha, đừng có đầm rớt. Dạ. Wow, nó cao bằng nào mấy rồi mấy la. Cái này cao bằng mấy la nè. Mấy la cộng nó còn đá to quá hả? Gì hết, gì coi đằng sau em nè, người ta đang chơi nè. Đằng sau rồi. Ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Rồi. Mila đang lượm mấy cái cục đá bể ở dưới nè. Ta đi làm một cái đi. Yes.
đá này là lúc mà đầu mùa đông khi mặt hồ nó đóng băng và nó bể ra và nó tạt vào bờ đó các bạn. Một gia đình cũng làm mà. Nam Mi mới lại nhiều quá, một hồi kéo nặng nha. Cục đất bự quá anh ơi. Một cái này người ta đã làm trước rồi đó các bạn, bây giờ nhé. Nó cứng lắm, tại vì cái đá nó dính lại với nhau á, nó mới rớt được. Đông con, ở đây có mấy cái tượng đá cao quá. Phía bên tay trái của mình là cái sa lê màu xanh đó các bạn. Ở trong đó là cũng có văn phòng luôn. Và cho thuê các dụng cụ thể thao và có chỗ cho nghỉ ngơi luôn nha. Nó dính rồi, anh không lấy. Nó dính rồi. Cái này nó cao hơn anh luôn nè. Chỗ cho chơi cho mấy em bé. Wow, có người nướng thịt ở đằng đây nè. Ở đây mình có thể thuê mấy cái đồ chơi nha. Mình với ông xã mình nói là phải, mình phải đặt trước ở trên mạng. Ngay trên bờ hồ thì có một cái chalet nhà gỗ rất là lớn. Thì trong đây có chỗ cho mình ngồi ăn và có nhà vệ sinh luôn. Và nhìn ra ngoài phong cảnh rất là đẹp. Và trong đây cũng có cho thuê các dụng cụ ski luôn. Đây là phía bên ngoài trước cửa chalet. Có những cái băng ghế cho mình ngồi nghỉ ngơi và có những cái lò sưởi để cho mình sưởi ấm ở ngoài trời luôn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin chào các bạn.